Lá bùa này đang bay thẳng vào mặt của thây ma kia. Cái thây ma này đang có dấu hiệu sống lại. Nhìn vẻ tàn ác của nó không biết sẽ gây ra họa lớn gì nữa. Liệu lá bùa kia có đủ sức để trấn áp nó? Lá bùa sau khi động vào nó đã bốc hơi. Thây ma không những bị trấn áp mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Cùng admin đi theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Hey sờ lô hơ sờ Lily các bạn, hôm nay mình đã mang đến một chủ đề rất hot, đó là biến hóa thây ma thành mỹ nam. Nghe có vẻ phái phái chảy nước miếng phải không? Được rồi, đi thôi. Một chiếc hộp bí ẩn có dán tấm bùa trông rất kỳ dị. Hoa văn trên chiếc hộp trông rất cũ và thiết kế có vẻ từ rất lâu rồi. Ôi không, tấm bùa bay ra mất rồi. Một khuôn mặt quỷ hiện ra với đôi mắt long sòng sọc. Nắp hộp đang rung lên bần bật. Ôi không, một cái đầu, đúng, chỉ một cái đầu không hơn không kém. Không có bất cứ bộ phận nào của cơ thể, nó trông thật gớm ghiếc. Cái đầu quái dị này nhập vào thân của ai đó, chiếm lấy thân thể của người xấu số đó. Thân thể đó rung lắc một hồi. Có lẽ đây là quá trình đoạt hồn cướp xác trong truyền thuyết. Thân thể đó bỗng dừng lại không còn rung nữa. Bật đèn lên thôi. Khung cảnh của một triều đại nào đó cổ xưa. Đây là phong cách trang trí của triều đình Hàn Quốc. Mọi thứ trong phòng đều được bày biện rất ngăn nắp nhưng vẫn mang đến một cảm giác bí ẩn khó tả. Quyển sách này cũng biết bay. Nó tự mở mình ra, trong sách có giấu một lá bùa. Lá bùa này là vật quan trọng đối với y cái đầu kia. Lá bùa bay lên dán vào đầu nó. Nó như được hồi phục khoảng 30% công lực. Từ cái đầu chọc lốc, hốc mắt trống không, răng nhọn hoắt. Sau khi có lá bùa thì nó đã ra dạng người hơn. Có tóc, mắt đã có tròng trở lại, răng cũng mọc lên. Đầu tiên rút cái sừng thẳng trên đỉnh đầu của nó ra. Đây có lẽ là vết thương khiến nó mất mạng. Rút ra nhìn đầu nó kìa. Ôi thôi, thủng một lỗ to. Dụng cụ tiếp theo là cái nhíp. Chọc thẳng vào tai nó không chút ngần ngại. Rút ra giấy tai hả trời. Chị ong nâu 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 nâu. Rút ra hẳn con sâu béo ngậy chứ giấy tai gì tầm này. Cả lỗ mũi cũng có sâu. Tiếp đó là một lọ nước gì đó kèm một chiếc khăn. Theo như kinh nghiệm cầy phim kiếm hiệp mấy chục nồi bánh chưng, thì admin đoán chắc đây là nước sờ đái bò nha. Có tác dụng làm sạch làm lành vết thương khẩn cấp. Nhược điểm là vừa bẩn vừa hôi. Đã là cổ trang thì làm sao thiếu được món kim châm thần trưởng nhỉ. 1001 bệnh cứ cắm châm là khỏi. Không hiểu nổi logic của mấy ông viết chuyện làm phim luôn á trời. Các bạn đếm hộ admin xem có bao nhiêu cái châm được cắm ra nhé. Đếm đúng có thưởng à nha. Lại còn thêm món đổ cái bột gì đó ra xong đốt lên nữa kìa. Khi nào bột cháy hết thì kim sẽ được rút ra. Kỳ công hết sức. Chuyển cảnh đến phòng thuốc. Trong này có cả hàng ngàn loại thuốc quý đến từ khắp nơi. Nhìn thần kỳ chưa kìa. Mọi thứ đều như có linh thức. Tự chạy vào trong cái bàn xoay để nghiền thành thuốc cho tên kia uống. Xoay tròn xoay tròn. 7749 vòng thì thuốc cũng xong rồi. Mang ra đắp mặt thôi. Nhìn nó bồi cứ như chị em đang đắp mặt nạ làm đẹp vậy. Đúng là có mặt nạ giết mặt nạ rất ha. Đúng là yêu quái nên nó chuộng sống trong bóng tối hơn. Đắp mặt cái là nến tắt đi. Mặt nạ hình hồ từ đâu bay đến. Có vẻ nó sẽ chữa được cho cái mặt thịt đã hoại tử của tên kia. Bất ngờ chưa? Da rẻ lành lặn hồng hào thật rồi đây. Đúng là đáng sợ thật đó. Chuyển cảnh đến hồ sen trong đêm. Cái hộp ban nãy chui ra từ đầu hồ đang di chuyển ra giữa hồ. Ở bên trong nó có những hạt màu trắng phát sáng. Đang bay ra khắp các hồ sen. Đậu vào nhị sen làm cho các bông sen nở ra vào giữa đêm. Trông rất chi là ảo ma Canada. Sau đó có một con cá chép thần đã bơi đến và nhả ra hai hòn ngọc. Không biết hai viên ngọc này có tác dụng gì nhỉ? Quay lại căn phòng đáng sợ kia và mài mực. Không tin nổi vào mắt luôn. Hai hòn ngọc đó sẽ làm mắt cho trên kia. Lòng đen thì lấy mực vẽ. Môi thì dùng bột hoa hồng. Eo ôi, đỏ chót như vừa ăn ớt. Bôi lố rồi cha nội ơi. Lại là những thứ đồ kỳ dị chạy ra để họa cho hắn ta một khuôn mặt hoàn chỉnh. Vẽ mũi, vẽ mắt, đẹp như một nghệ nhân. Lại quay lại phòng thuốc kia. Khuôn mặt của tên kia gần như đã được hồi phục hoàn toàn. Nhưng còn cơ thể hắn thì vẫn vô cùng mục rữa. Mấy loại thảo dược tự dâng thân chui vào nồi nấu thuốc. Tự giác là tốt. Không tự giác thì vẫn vào nồi thôi. Chúng đang làm một loại bột gì đó đắp thành cái tai giả cho tên kia. Còn có khuôn tai luôn kìa trời ơi. Đúng là đồ hàng mã. Cái gì cũng giả dối. Mấy thẩm mỹ viện phải gọi bằng cụ mất thôi. Cái tai giả mà còn bày đặt ngoáy giấy tai kia. Sao hay da rẻ dậy trời. Mà ngoáy ra giấy tai thật mới hài chứ. Xin nhận của tại hạ một lại. Một bức tranh được thả xuống. Bên trong có một con mèo. Cả cái bình sứ này nữa. Có một con cá trên đấy. Nó chui vào tranh lại biến thành một con cá vàng. Cắn đầu con mèo một cái, hai vết hằn của con mèo bay màu trở thành bộ lông mày cho tên kia. Hài hước quá trời. Khó thế cũng nghĩ ra được hả? Bông hoa trong tranh cũng chui ra thành hoa thật cắm trong phòng. Bức tranh lại quay trở về vị trí cũ. Một bộ tóc giả dài thướt tha hơn tóc con gái đã giúp hắn rất giống một người bình thường rồi đó. Chuyển cảnh đến nhà tắm. Hắn vạch cơ thể ra cái khiếp thấy bà nội admin luôn đó. Rồi đỉa bâu vào vết thương đang thối hoại tử của hắn hút lấy hút để những giọt máu cuối cùng. Nổi hết da gà da vịt lên rồi đây. Nhưng mấy con đỉa đó không phải là đang làm hại hắn. Mà chúng có nhiệm vụ ăn hết đống thịt thối đó để cho da hắn mau lành hơn. Đúng là quá kỳ dị vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chẳng khác nào cách từ Hy Thái Hậu bắt đầu bếp lấy kim nhồi thịt vào trong giá để ăn cả. Đều quái dị như nhau. Hết chỗ thịt thối hắn bắt đầu ngâm nước. Lại còn có cả cánh hoa hồng kia. Thêm chút thảo dược. Ngâm một hồi da hắn hồng hào như người thường rồi.
còn có thêm một tí đẹp trai, tự dưng thấy cũng đáng yêu. Nhưng nhớ lại dáng vẻ lúc trước của hắn, có cho admin cũng không thèm đâu. Mặt mũ người ngợm xong hết rồi nhưng mồm thì thum thủm như mùi cống. Đánh răng mau thôi, kem đánh răng gì mà trông như bột giặt Omo, vài đường cơ bản đã trắng rồi. Đi vào tút tát cái nhan sắc, chải đầu búi tóc, đội vấn, thay quần áo. Đây là trang phục của Hàn Quốc ngày xưa. Thế là từ một con ma đã trở thành một hot boy trong lòng các thiếu nữ. Eo ơi, nghệ thuật là ánh trăng quá lừa dối đi. Thế giới này thật là tàn ác với người yêu cái đẹp như tôi mà. Vậy là hắn đã trở lại làm người, có thể đi giành lại ngôi báu, trả thù những người đã làm hại hắn. Nếu các bạn muốn theo dõi hành trình cải tử hoàn sinh, giành lại tất cả những gì đã mất của cái thây ma kia thì hãy sub kênh cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay hãy like và share cho bạn bè của mình nhé. Yêu thương thiệt nhiều.